nhau. Nhưng bánh xe thời gian không trở hoài kỷ niệm, năm tháng sẽ xóa nhà theo ký ức tuổi thơ. Nếu phép nhiệm màu có thể làm quay ngược thời gian, thì ta cũng không quên được hoài niệm xa xăm. Nếu ai đang sống với thực tại, hãy tạo nên một bức tranh cuộc sống muôn màu, cho lòng người càng ấm áp hơn. Sắc màu tuổi thơ, một sáng tác của Quỳnh Anh sẽ được thể hiện qua vũ điệu của lớp 62 trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Come on.